thấy đấy, ở mỗi nhóm tự quản thì đều đến đem đến hội thi những nét đặc sắc, những nét rất riêng biệt, và nhóm nào tôi thấy cũng rất hay, rất xuất sắc. Và ngay sau đây, nhóm tự quản số 12 cũng không nằm ngoài sự đặc biệt. Và nhóm tự quản số 12 thì qua 3 mùa hội thi thì nhóm rất trung thành với con số 1, à, một tiết mục và một người biểu diễn. Và ngay sau đây, nhóm tự quản số 12 sẽ đem đến cho chúng ta tiết mục có tựa đề Em đi chùa Hương, à, qua giọng ca của nam ca sĩ. Vâng, đó là nam ca sĩ Văn Bàng. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho Văn Bàng. Oh,